Dạ, thật ra thì đây cũng là một câu chuyện vui xuất phát từ mẹ của em thì uh, mẹ em thì ở nhà thì mẹ em hay gọi em là cún ừ. cún con của mẹ đó là, 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 hay theo kiểu cún gọi gọi quen á kiểu, <laughs> kiểu mà gọi quen 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 tay rồi thì thì là cứ kêu cún ơi cún ơi cún ơi xong rồi cái em ấy suy nghĩ em kêu nó bây giờ em muốn đi hát mà em lấy một cái tên mà em lấy tên bảo cún thì nó hơi kỳ ừ. xong rồi cái em ấy nói thôi bây giờ mình thử mình bỏ cái vú sắc thì mình lấy bảo cún thôi được không xong cái em suy nghĩ lại thêm cái là cái chữ cờ cái chữ cờ với chữ k á. thì em lại thích cái chữ ca hơn là cái chữ 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 c tại vì cái lúc đó là đang có một cái trào lưu đặt tên hai chữ mà 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 anh nhớ là có tên tiếng anh rồi hay đó xong rồi em mới khoái tại vì cái chữ cu cool nó trong tiếng nhật á là anh à, à cho nên là là là, là... Ừ, em mới 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 lấy cái tên đó nhưng mà có lẽ là ở cái thời điểm đấy đặt một nghệ danh như thế nó cũng thú vị vì nó gắn liền với cái dòng nhạc mà Bảo Khun theo đuổi yeah. đấy nó tươi tắn nó trẻ trung mà nó cũng làm cái gì đến nó rất là hướng ngoại yeah. một cái xu hướng ở thời đấy vẫn xung quanh cái chuyện cái tên ấy bản thân Bảo cảm thấy là khi mà mình có cái nghệ danh đó so với lúc trước đấy vẫn là một cái tên gia Bảo yeah. thì trong cái con đường ca hát của mình ở cái thời điểm đấy nó có những gì thay đổi như thế nào thật ra là, là cũng có rất là nhiều ý kiến kêu em đổi tên đi tại vì kêu là kêu em là ví dụ như bây giờ mà tại vì mọi người nghe cái chữ cun cool đó thì anh em cứ bị nghĩ là một đứa bé ừ. xong rồi anh em cứ kêu sao mày không đổi một cái tên nào khác mà kiểu như là nó vô là biết ví dụ như 10 năm sau 20 năm sau khi mà già rồi bốn mấy năm chục tuổi rồi <laughs> người ta giới thiệu mình chững chạc hơn xem cái em cũng thử em cũng thử đổi đó cũng có một đợt em làm em làm họp báo rồi làm rùm rộ lắm anh em em đổi tên em công bố em đổi tên em lấy tên là bak không rồi ờ tên bắc à, lúc đó lúc đó rất nhiều anh chị nhắc nhưng mà tự nhiên cái em đổi tên xong cái mọi người nhắc tên bảo khuôn <laughs> thì em mới nói là thôi thì thôi mình sống với cái tên này thôi